Khi ấy có những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu: Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch? Người đáp: Hỡi bọn giả hình, Isaiah thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: Dân này kính ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa ta. Nó sùng kính ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục loài người, rửa bình, rửa chén và làm những điều như vậy. Và người bảo: Các ngươi đã khéo bỏ giới răn Thiên Chúa để nắm giữ tập tục của các ngươi. Thật vậy, Môi-sen đã nói: Hãy thảo kính cha mẹ, và ai rủa cha mẹ sẽ phải xử tử. Còn các ngươi thì lại bảo: Nếu ai nói với cha mẹ mình rằng: Những của tôi có thể giúp cha mẹ được là co ban, nghĩa là của dâng cho Chúa, rồi các ngươi không để cho kẻ ấy giúp gì nữa cho cha mẹ. Như thế các ngươi hủy bỏ lời Chúa bằng những tập tục truyền lại cho nhau, và các ngươi còn làm nhiều điều khác giống như thế. Đó là lời Chúa. Kính thưa cha quản sứ, cha phó sứ, quý cha đồng chí, quý tu sĩ nam nữ, cùng với quý cụ, quý ông bà và anh chị em đang hiện diện nơi đây. Trước khi chia sẻ lời Chúa thì xin cho phép con ngắn thôi, trước hết để chúc mừng năm mới đến cha quản sứ, cha phó cũng như quý cha đồng tế đang hiện diện. Con xin kính chúc quý cha sang năm mới được bình an và thành công trong sứ vụ để rao giảng lời Chúa và loan báo tin mừng. Phần các tu sĩ nam nữ đang hiện diện, con cũng kính chúc quý các vị được nhiều niềm vui và hạnh phúc trong đời dâng hiến, nhiều khi chẳng lấy gì làm vui sướng lắm phải không ạ? Hãy lấy làm vui vì có Chúa ở với mình. Còn với quý cụ ông bà và anh chị em là những người đang sống giữa chợ đời, thì điều mà mọi người đều chờ mong đó là phúc lộc thọ khang ninh. Thế thì xin Chúa chúc lành cho cuộc đời của tất cả các vị ở đây, cũng như mọi gia đình trong giáo xứ, để chúng ta hiệp nhất nên một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn đức ái, để cùng với cha quản sứ, ban hành giáo xứ và mọi người chung tay nhau xây dựng mảnh đất quê hương này. Kính thưa quý cụ ông bà và anh chị em, từ trên này nhìn xuống thì có thể nói khung cảnh ngày hôm nay đẹp lắm. Ở đây ngay bây giờ không còn thể nói rằng đây là nghĩa trang, đây là nơi có những ngôi nhà người chết, không phải như vậy đâu. Mà chúng ta có thể nói ngược lại, ở nơi đây có gần 4.000 ngôi nhà của những người tổ tiên, ông bà, cha mẹ của chúng ta, những người đã sống và hiện giờ vẫn đang sống để chờ ngày phục sinh. Và rạng rác trên nhiều nấm mộ và hiện diện ngay trong khán đài này cũng có trên 2.000 người đang sống để đến đây tôn vinh Thiên Chúa là chủ của sự sống, tôn vinh Thiên Chúa là đấng ban cho con người được chia sẻ sự sống đời đời với Ngài. Thế nên chúng ta không còn cái chết, không còn phải sợ hãi trước cái chết, nhưng đến đây để tôn vinh Thiên Chúa và tạ ơn Thiên Chúa vì tổ tiên, vì ông bà, vì cha mẹ, những bậc đã sinh thành dưỡng dục chúng ta và giúp chúng ta nên con người như hôm nay. Nhờ đức tin của họ truyền giao cho chúng ta. Thế nên nếu ngày hôm nay có một phóng viên nào đó đến đây thì có thể họ sẽ viết thế này: Ồ, đây là một cuộc
tu họp thật đẹp, mang đầy tính nhân văn, nói như nhà báo bây giờ hay nói và diễn tả một cách đậm nét cái bản hóa, bản sắc dân tộc Việt, tức là trọng tình, trọng nghĩa và trọng chữ hiếu. Thế nên đã có nhiều ngàn người quy tụ tại mảnh đất nghĩa trang này để dâng kinh cầu nguyện cho tổ tiên, cho ông bà, cho cha mẹ. Thưa anh chị em, lời đó có thể đúng, nhưng mà thưa anh chị em, cái bản sắc văn hóa hay là bản sắc dân tộc ấy, nó chỉ được đầy đủ ý nghĩa khi đặt nó vào trong bối cảnh của một niềm tin hay là một đức tin, thì lúc đó nó mới đạt được đỉnh cao và mới có đầy đủ ý nghĩa. Vậy thì thưa anh chị em, niềm tin đó là gì? Thưa, niềm tin đó chính là nơi người Kitô hữu tin vào mầu nhiệm của Thiên Chúa và tin vào mầu nhiệm của Hội Thánh. Vì tin vào mầu nhiệm Thiên Chúa là chủ của sự sống và chính Ngài sáng tạo nên con người, được chia sẻ sự sống với Ngài và nhờ Đức Giêsu Kitô đứng đã chịu khổ nạn trên thập giá, đã mai táng và đã phục sinh để Thiên Chúa lại phục hồi sự sống lại cho con người, cho dù con người có bị tội lỗi đô hộ, có bị tội lỗi đè nén thì Thiên Chúa vẫn nâng con người lên để cuối cùng con người lại được trở về ngôi nhà nguyên thủy của mình là nước trời. Thế nên nơi đây bao nhiêu ngôi mộ không còn phải chỉ là nơi của những con người đã bị chết, con người đã bị tiêu diệt, không phải như vậy. Nhưng như lời Thánh Phaolô nói, khi cái thân xác bị hủy hoại, thân xác bất toàn nó bị tiêu diệt đi, thì lúc đó Thiên Chúa lại cho chúng ta ngôi nhà vĩnh cửu. Lúc đó con người trở nên bất tử ngay khi con người bị giết chết, nhiệt vì cánh chết. Thế nên nơi người Kitô hữu chúng ta có được một niềm tin, và chính niềm tin này đem lại cho chúng ta niềm vui. Vui rằng chúng ta được sống như những người con cái của Thiên Chúa, đang sống như những người anh em Kitô hữu, và rồi sẽ lại được sống mãi mãi bên Chúa. Chính niềm tin đó đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Chính niềm tin đó đặt chúng ta đang ngồi ở đây, và mọi người đều hết sức lạc quan. Lạc quan khi nhìn vào những ngôi nhà im lặng này để không còn khóc lóc, nhưng tin rằng nơi đây tổ tiên của chúng ta rất nhiều người đang được chung hưởng phần phúc với Thiên Chúa trên thiên đàng. Chúng ta kết hợp với giáo hội cả hoàn, và đồng thời cũng nơi đây chúng ta nhìn vào những ngôi nhà này và hiểu rằng cũng còn nhiều người đang phải thanh luyện, và chúng ta kết hợp được, chia sẻ được cái nỗi đau khổ của giáo hội đang được thanh luyện, để chúng ta cầu nguyện, để chúng ta dâng lên Thiên Chúa những sự hy sinh của chúng ta để cầu thay cho họ. Và ngày hôm nay khi làm việc này thì trong cái tâm tình của Hội Thánh muốn chúng ta có đó là diễn tả cái lòng hiếu thảo. Như vậy mầu nhiệm Thiên Chúa và mầu nhiệm giáo hội sẽ làm tăng cái nét đẹp của bản sắc văn hóa dân tộc Việt. Chúng ta hiếu thảo không phải chỉ vì chúng ta là người Việt, nhưng mà chúng ta hiếu thảo vì có lề luật của Thiên Chúa. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta nghe ngày hôm nay thì rất là rõ, sách Đức Huấn Ca mời gọi chúng ta hãy ca tụng những bậc vĩ nhân, là các bậc tiền bối của chúng ta. Họ đã sống, đã sinh dựng nên chúng ta và đã gây dựng cho chúng ta cái cơ ngơi đất xứ sở này. Chẳng phải là hơn 60 năm về trước nơi đây chỉ là rừng hoang hay sao? Các ngài đã đến đây, và khi đó các ngài đến đất, các ngài ở là nơi đất ở. Nhưng khi các ngài ra đi rồi thì mảnh xương tàn các ngài để lại đây, và lúc đó đất đã hóa tâm hồn. Cứ nói theo cái ý tưởng của nhà thơ Chế Lan Viên, khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn. Chính nơi đây đất đã hóa tâm hồn nên các vị mới ở lại đây với con cháu, và hàng năm như vậy con cháu mới đến đây để nói đến lòng hiếu thảo của mình. Nhưng không phải chỉ lòng hiếu thảo mà thôi, còn là niềm tin, và chính cái niềm tin đó mới thúc đẩy chúng ta có được niềm vui sống, tiếp tục sống và tiếp tục truyền lại cái đức tin của mình cho con cháu của mình. Và đó chính là cái sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay khi chúng ta ngồi với nhau ở đây, không phải chỉ để ca hát,
không phải chỉ để ngợi khen, không phải chỉ để bảo là tôi có hiếu lắm, chứ không phải như vậy. Sứ mạng của chúng ta nặng hơn nhiều khi ta ngồi trên chiếc ghế này. Đó là sứ mạng gì? Là truyền lại đức tin cho con cháu của mình. Và sứ mạng này nặng nề hơn. Là vì làm sao ạ? Bây giờ rất nhiều người không còn muốn nhìn lại cái thực tại là chúng ta là những người con cái của Chúa nữa. Hay là có nhiều người tin bị ma ngột. Thành ra ngày hôm nay lời Chúa trong bài tin mừng mới được đọc lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng là chúng ta không có lý do gì để bật quái thác cái công việc báo hiếu cha mẹ cả. Lời Chúa nói rất rõ, lời Thánh Phaolô dạy, hiếu thảo với cha mẹ là điều đang có kèm theo lời hứa. Và lời hứa đó là để được phần phúc và sống lâu dài. Thế thì nếu không phải vì chữ hiếu thì ít nữa cũng là vì cái lợi chứ không ạ. Mình được phần phúc và mình được sống lâu dài, thế nên mình hiếu thảo với cha mẹ. Nhưng mà chúng ta chắc chắn không thể chỉ dừng lại ở đó mà thôi đâu. Là vì dừng lại đó thì quá thấp kém. Không, thì Chúa yêu thương con người không phải để con người trả giá với chút chỉ chừng đó mà thôi. Nhưng thì Chúa muốn cho con người trở nên cái hình ảnh của Thiên Chúa. Hiếu thảo chính là lặp lại cái hình ảnh của Thiên Chúa là đấng xót thương. Hiếu thảo là diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa, và hiếu thảo diễn tả Thiên Chúa là tình yêu ngay trong cuộc đời của mình, ngay trong cuộc đời của quý ông bà và anh chị em. Để rồi sẽ không thể có một lý do gì để mà quái thác. Người Pha-ri-sêu và các kinh sư đã dạy các tín đồ của họ rằng nếu con lấy tiền của mình dâng cho cha mẹ mà đem dâng vào đền thờ đó thì coi như không phải báo hiếu cha mẹ nữa. Chúa Giê-xu bảo không phải như vậy. Làm như vậy là không phải. Luật Chúa dạy thảo kính cha mẹ và điều đó phải làm, chứ không phải vì mình đã dâng tiền vào đền thờ, dâng tiền cho Thiên Chúa rồi thì việc thảo kính cha mẹ không còn phải làm nữa. Thưa, không phải như vậy. Thế nên ngày hôm nay chúng ta có thể bảo nhau rằng là những gì chúng ta có thể làm được cho cha mẹ thì mình hãy làm, và làm ngay bây giờ. Ít nữa là vì tương lai của chúng ta làm sao ạ? Chúng ta cũng là những người sẽ già, và lúc đó chúng ta cũng cần đến con, đến cháu. Và với con mắt đức tin thì việc hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ còn là điều đang có phần thưởng, còn là lề luật của Thiên Chúa nữa. Có một thực tế đó là tại các thành phố lớn như Sài Gòn hay các thành phố khác ở nơi nông, ở nơi vùng phụ cận như chúng ta thì có lẽ là chưa xảy ra như vậy. Nhưng tại các thành phố lớn thì bây giờ có rất nhiều người già, người ta cảm thấy cô đơn ngay trong chính gia đình của mình. Họ cô đơn là vì làm sao ạ? Không còn ai ở nhà với họ nữa. Và những bà cụ nói với tôi thế này: con có 8 đứa con. Bà cụ khác: con có 10 đứa con. Ấy vậy mà bây giờ con ở một mình, không còn đứa nào ở với con nữa. Chúng nó, đứa thì ở Úc, đứa thì ở Pháp, đa số nó ở Mỹ, nó chẳng về được. Mà có về chăng nữa, chỉ là về để thăm, để xem một chút rồi đi. Và như vậy, quanh năm suốt tháng, con vẫn cứ một mình. Thế nên bây giờ, cho dù có 8 con hay 10 con, hay chỉ 2 con như người Sài Gòn bây giờ, cũng tình trạng như nhau. 2 con rồi cũng đi hết. Thành ra 8 con đi cũng chẳng phải là chuyện lạ. Tình trạng thứ hai xảy ra đó là khi chúng tôi đến thăm những cái viện dưỡng lão thì có rất nhiều ông cụ và cụ ngồi trên ghế chống cằm nhìn ra ngoài cửa, mắt rất là xa xăm và nét mặt rất là buồn. Khi hỏi tại sao cụ buồn và cụ nhìn gì ra ngoài cửa vậy thì các ông cụ và cụ trả lời: chúng tôi chờ con nó đến thăm mà sao nó chẳng đến gì cả. Đã 3 năm rồi, đã 2 năm rồi. Người khác thì lại bảo đã lâu lắm rồi tôi chẳng nhớ được. Làm như thế tôi không có con bao giờ cả, bây giờ chẳng có đứa nào. Thưa anh chị em, cái xã hội công nghiệp càng ngày càng khiến con người ta sừng sững hơn trước cái tình máu mủ ruột thịt.
để rồi cái nét bản sắc văn hóa Việt gọi là trọng tình, trọng nghĩa và trọng chữ hiếu dần dần nó cũng bị khoai một đi, vì người ta phải chạy theo công ăn việc làm. Các người con họ trả lời dễ dãi thế này: chúng con phải đi làm chứ cha, làm sao mà trông coi bố mẹ già được. Chồng đi làm đàng chồng, vợ đi làm đàng vợ, con đi học cả hai buổi sáng và chiều cả buổi tối nữa, thì làm gì còn ai ở nhà. Đành phải để bố mẹ ở nhà một mình thôi chứ sao bây giờ. Còn người khác thì lại bảo: bố mẹ chúng con bây giờ già yếu lắm rồi, không ai để chăm sóc được nữa cả. Thôi thì gọi các cụ vào trong những nhà già, những biệt dưỡng lão, ở đó có y tá, ở đó các phương tiện y tế gần gũi hơn và an toàn hơn. Thưa anh chị em nghe chuyện đó có thể anh chị em sẽ mủi lòng không ạ? Nhưng mà thưa anh chị em, đó chính là tương lai của chúng ta đấy ạ. Nếu ngày hôm nay ta không xây dựng lại cái con tim nhân ái và quả tim biết yêu thương theo mẫu mực của Thiên Chúa, thì tương lai cũng là của chúng ta. Ít chục năm sau thôi, nhà già cũng là nhà của chúng ta. Ít chục năm sau thôi, viện dưỡng lão cũng là nơi chúng ta sẽ ở những ngày tháng cuối. Thế thì nỗi buồn dành cho những con người đang bị buồn bây giờ đó, chẳng chóng thì chày sẽ trở thành nỗi buồn của chúng ta ngày. Do đó ngày hôm nay, khi chúng ta cử hành thánh lễ cầu nguyện cho tổ tiên, cho ông bà, cha mẹ, chính là lúc chúng ta ôn lại. Thứ nhất, ôn lại niềm tin của mình, tin nơi Thiên Chúa, tin nơi mầu nhiệm Thiên Chúa, tin nơi mầu nhiệm Hội Thánh. Đồng thời hãy đặt tất cả niềm tin đó vào trong cái con người Việt Nam của chúng ta, để làm giàu hơn, để làm mạnh mẽ hơn cái truyền thống văn hóa trọng tình, trọng nghĩa và trọng hiếu thảo. Để rồi bắt đầu từ hôm nay, chúng ta thay đổi cái nhìn về những người lớn tuổi, thay đổi cái nhìn về những bậc làm cha, làm mẹ và ông và bà của mình. Có thể họ không giống chúng ta nữa rồi, họ khác mình nhiều lắm, họ gây cho mình phiền toái nhiều lắm, họ còn gây cho bực bội là khác, khiến mình bất độ, khiến mình thêm dơ dáy là khác. Nhưng đừng vội từ chối tất cả những công việc đó. Hãy nhớ đến lời Thánh Phaolô ngày hôm nay rằng hiếu thảo cha mẹ là điều đang có phần thưởng. Hãy nhớ đến lời sách Đức Huấn Ca ngày hôm nay, đó là tất cả các bậc tiền nhân đều xứng đáng được tôn vinh, không phải chỉ khi họ chết, nhưng ngay bây giờ cũng cần phải được tôn vinh, mà tôn vinh bằng cách hiếu thảo, bằng cách nuôi dưỡng, bằng cách ân cần chăm sóc. Và tất cả Thánh Phaolô hay là lời của tác giả Từ Ước cũng hướng về điều mà Đức Giêsu nói, điều răn của Thiên Chúa đó chính là hiếu thảo cha mẹ. Không có chuyện nào, không có lý do gì để chúng ta có thể thoái thác được cả. Do đó, để kết thúc, chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong ngày hôm nay. Xin cho mọi người chúng ta đến đây không phải chỉ đến để dâng một thánh lễ với tất cả niềm vui của những ngày đầu năm, nhưng đến đây để nhận lại cái trách nhiệm của mình với sự sống đang còn nằm nơi đây trên mảnh nghĩa trang đã gần 70 năm nay, để hiểu rằng đó là tổ tiên, đó là ông bà, đó là cha mẹ, và rồi đó cũng là nơi của tất cả chúng ta sẽ đến. Ước mong rằng nơi này không phải là nơi mồ mả, nhưng nơi này là những ngôi nhà của sự sống. Vì chúng ta đang sống trong Chúa thì mình cũng sẽ được tiếp tục sống trong Chúa để chờ ngày phục sinh. Xin cầu chúc quý bà và anh chị em có thể giữ lại được cái ý tưởng đơn sơ ấy, để từng ngày chúng ta sống với nhau cho trọn tình, trọn nghĩa, cha, con, vợ, chồng, mẹ, anh chị em với nhau, và trọn tình, trọn nghĩa với Chúa, Đấng đã yêu thương và ban cho chúng ta sự sống, không phải chỉ sự sống đời này, mà còn là sự sống đời đời nữa. Xin cảm ơn quý ông bà và anh chị em.